chào mọi người, mình là Thanh Phong và đây là bản tin New Feed, nơi tổng hợp những thông tin nóng và đáng chú ý trong tuần. Đối với showbiz Việt thì tuần này không gì nóng hơn là scandal của bộ đôi Jack và KICM. Đầu tiên, phải kể đến việc Jack bị quản lý của nam ca sĩ Quân AB tố chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao. Ngay sau cú bóc phốt này thì liên hoàn phốt đã xảy ra không chỉ với Jack mà cả KICM cũng bị dính đạn. Và phốt mới nhất mà việc cặp đôi bị tố là trở mặt hai bạn bè, người đã từng giúp đỡ mình rất nhiều trong quá khứ. Cụ thể, một producer tên Minh vừa trải lòng về câu chuyện của bản thân và suy nghĩ về Jack và KICM. Anh cho biết bản thân vẫn ngưỡng mộ tài năng của hai bạn này, nhưng vô cùng thất vọng vì hai bạn trở mặt, cố tình hại mình. Cho dù trước đó anh đã giúp đỡ hai bạn trẻ này rất nhiều lần. Khi anh đặt clip giới thiệu style bài Bạc Phận trên kênh YouTube, phía Jack và KICM đã ngay lập tức đánh hai gậy bản quyền, mặc cho Minh đã khẩn thiết xin đỡ gậy. Có vẻ phía Jack muốn đập chết kênh của Minh, bởi theo quy định của YouTube thì chỉ cần 3 gậy là xóa kênh. Hơn nữa, đây lại là kênh YouTube của công ty Minh dùng để kinh doanh sản phẩm. Clip chỉ là clip rất ngắn của nhân viên công ty thử đàn tự chơi piano, chứ không phải ăn cắp video của MV Bạc Phận up lên. Trong khi chính Jack và KICM lại từng sử dụng free beat nhạc của mình để hát mà cũng không xin phép hay trả phí. Thế rồi tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mới đây, Chi Dân đã lên tiếng về mối quan hệ với Ninh Dương Lan Ngọc. Nam ca sĩ khẳng định giữa anh Lan Ngọc và ST Sơn Thạch là những người bạn rất thân. Cách đây ít ngày, những người bạn của Lan Ngọc có mặt ở Huế. Đây cũng là bạn của chị Dân. Nam ca sĩ có một số công việc cần bàn bạc, trao đổi nên đã gặp gỡ. Về việc xe của Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong hậu trường MV của chị Dân, giọng ca Tìm Em Trong Mơ cho biết ngày hôm đó xe của mình có trục trặc nên mượn xe của Ninh Dương Lan Ngọc đi quay. Chị Dân cho biết thêm, Lan Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước cô nàng, và chị Dân cũng không ngoại lệ. Chị Dân khẳng định thêm chuyện tình cảm, Kỳ chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nhưng tại thời điểm hiện tại, anh chàng muốn những người yêu quý tập trung vào sự nghiệp của mình hơn. Thời gian gần đây, Quang Hải trở thành tâm điểm của dư luận vì những lùm xùm liên quan tới chuyện tình cảm. Trong khi tin đồn chia tay Nhật Lê còn chưa kịp lắng xuống, hai ngày trước, dân mạng lại được dịp xôn xao trước thông tin cầu thủ khoác áo số 19 này đã có bạn gái mới. Theo đó, cô gái này có tên Nguyễn Thảo My, hiện tại đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Cô gái này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của dân mạng, thậm chí một số thành phần quá khích còn vào trang cá nhân của Thảo My để làm loạn. Trước sự phản ứng có phần quá đà của dân mạng, mới đây Quang Hải đã chính thức lên tiếng về việc này. Việc Hải like hay thả tim ảnh của một ai đó là điều hết sức bình thường. Đặc biệt đó lại là những người bạn của Hải thì lại càng bình thường. Hải mong mọi người hãy hiểu đúng sự việc, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Tạm chia tay với showbiz Việt, chúng ta cùng đến với những thông tin giải trí quốc tế. Sáng ngày 18 tháng 8, Gu Hae-sun đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc khi đăng tải hình ảnh công bố ly hôn với chồng trẻ. Không chỉ tuyên bố bình thường, nàng cỏ thậm chí còn viết hẳn dòng nhắn gây sốc, tiết lộ rằng chồng trẻ đã thay lòng đổi dạ và không quên rào trước rằng những gì mà người chồng trẻ sắp tiết lộ không phải là sự thật. Theo đó, Gu Hae-sun đã đăng tải lên Instagram cá nhân một dòng nhắn kèm hình ảnh có dòng chữ Em yêu anh, Gu Hae-sun. Em yêu anh, Gu Hae-sun. Về cuộc hôn nhân và khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng, chồng tôi đã thay đổi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi vì anh ấy cảm thấy chán ngán và muốn ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Chồng tôi nói rằng tuần sau anh ấy sẽ đưa ra thông cáo chính thức với báo chí và tôi xin được xác nhận lại với bạn rằng lời thông báo đó hoàn toàn sai lệch. Tôi hy vọng rằng sự thật sẽ được phơi bày. Gu Hae-sun và An Se-kwon kết hôn vào tháng 5 năm 2016 sau khi bén duyên qua bộ phim của đài KBS Plus. Cách đây không lâu, truyền thông xứ sở Kim Chi bất ngờ đưa tin FBI, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, bắt tay cùng cảnh sát Hàn Quốc điều tra và thu thập các bằng chứng về việc đánh bạc bất hợp pháp tại Las Vegas, Nevada của Jang Yoon-suk và Song Ri. Cụ thể, theo thông tin từ YTN Newswire,
cảnh sát đã chính thức thu giữ tiến hành khám xét trụ sở YG Entertainment từ lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương của ngày 17 tháng 8 năm 2019. Trước đó, vào tháng 6, Giang Huỳnh Xuất, người sáng lập YG Entertainment đã thông báo tổ chức rút khỏi mọi hoạt động của YG Entertainment sau hàng loạt scandal liên quan đến việc môi giới mại dâm. YG hiện đang là mái nhà của rất nhiều thần tượng nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc như Big Bang, Blackpink, Winner, Icon. Người hâm mộ hiện đang rất lo ngại cho tương lai của những người nổi tiếng đầy tài năng này. Tạm chia tay với những lùm xùm của showbiz, chúng ta hãy cùng đến với những địa hạt ăn chơi của giới trẻ tuần này xem có gì đặc biệt nhé. Gần đây thì hình ảnh dòng người xếp hàng dài vào lúc 3 giờ sáng trên đoạn ngã ba Cao Thắng, Trần Nhật Duật, ngay dưới chân cầu Long Biên, thành phố Hà Nội để chờ mua bánh mì dân tổ đang khiến rất nhiều người tò mò. Liệu chiếc bánh mì này ngon đến đâu mà nhiều người yêu thích đến như vậy? Bánh mì dân tổ ở Hà Nội là tên gọi một xe bánh mì nhỏ đã tồn tại được hơn 20 năm. Được biết, hàng bánh mì này dù bán vào sáng sớm nhưng cũng không hề ít người mua. Được gọi là bánh mì dân tổ vì ban đầu, hàng bánh mì này chủ yếu phục vụ cho các thanh niên chơi khuya về hoặc những người làm nghề buôn bán hay phải thức khuya dậy sớm. Bởi vậy mà có cái tên dân tổ và cũng thường bán vào thời điểm rất muộn là 3 giờ sáng. Trong thời gian gần đây, chiếc bánh mì dân tổ này trở nên hot hơn bao giờ hết, thậm chí được rất nhiều người nổi tiếng như Tóc Tiên, Kiên Hoàng, Ninh Kito hay Trino Vũ review và cá tự làm ở nhà. Toàn bộ các nguyên liệu để làm nhân như là hành tây, trứng, pate, xúc xích, chả, lạp xưởng, bò khô, bơ được cho lần lượt vào một chiếc chảo để xào lên cùng với nhau. Hỗn hợp này thoạt nhìn có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hơi ngấy một chút. Thế nhưng nó lại tạo nên hương vị khác biệt cho chiếc bánh mì dân tổ, khiến người ta yêu thích hoặc đơn giản là tò mò đến ăn bởi hương vị lạ miệng. Một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa món ăn có tên pizza cơm tấm vào thực đơn. Sau pizza bún đậu mắm tôm, pizza đuông dừa, ý tưởng món ăn kết hợp giữa pizza Italy và cơm tấm Sài Thành lại một lần nữa gây chú ý cộng đồng mạng. Hình ảnh về món ăn được đăng tải lên fanpage của nhà hàng đã thu hút hơn 2.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người cũng bày tỏ hoang mang trước sự kết hợp món ăn Á Âu này. Bánh có đế pizza nguyên bản, topping gồm nhiều thành phần quen thuộc trong đĩa cơm tấm Việt như sườn nướng, bì và trứng chiên. Món ăn được phục vụ kèm nước mắm thay vì tương ớt thường thà như thông thường để kích thích vị giác và mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho thực khách. Pizza cơm tấm hiện được bán tại thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 95.000 đến 190.000 đồng một chiếc. Những ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin lễ hội cúng cưng năm 2019 tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi phân biệt giữa các giống chó. Cụ thể, điều 10 của bản quy định được in nổi bật màu đỏ ở cuối cùng như sau: không giải quyết cho chó cỏ vào lễ hội cúng cưng. Sau khi bản quy định này xuất hiện đã gây tranh cãi dữ dội giữa nhiều người, trong số này đa phần là những ý kiến bức xúc, chỉ trích lễ hội cúng cưng vì phân biệt chó ta và chó Tây. Thậm chí nhiều người chỉ trích rằng nội dung cấm chó cỏ của một lễ hội cúng cưng được xem lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng khác nào gây sự thù ghét đối với giống chó của Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Newsfeed ngày hôm nay. Mọi người ấn tượng với thông tin nào nhất? Hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để theo dõi những thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.